Ơi, xin chào các bạn đã trở lại Cô Gái TV ha. Thì hôm nay thì mình mới vừa mua được một cái con cu. Con này thì nói chung là không phải chim mồi mà chim người ta nuôi chơi ở nhà các bạn. Con trơn rồng. Thì mình đến giao lưu chơi và nghe được. Và hôm nay mình đã mua về. Thì hôm nay mình làm clip này cho các bạn xem nha. Thì con này mình mua cũng rẻ các bạn. Nói chung mua rẻ. Rồi, giới thiệu với các bạn nha. Đây là em chân rồng mà mình nói với các bạn đây. Thì em này mới về nên sợ cái máy quay. Nhưng mà quy cườm rất là đẹp nha anh em. Nhưng mà chim này thì chim bổi rồi người ta mua về người ta nuôi lên. Chim thì hiện tại bây giờ chưa có bài bản gì hết. Theo mình nhận định là như vậy. Tại vì mình cũng mới nghe sơ sơ thôi. Nghe trơn rồng thì mình thấy thích quá mình mua về ha. Thì con này thì mua 1,5 triệu. 1,5 triệu ha. Chim này cũng gù đấu dữ lắm nha. Rồi các bạn cùng xem em nó chơi nha. Thì có một số thông tin nói là còn trẻ tuổi không nên nuôi cu không hậu. Thì anh em có ý kiến gì thì mình nhớ bình luận bên dưới nha. Thank you.
Ơi thì bây giờ mình sẽ cho em nó đấu gù với một em mã lighter nha. Thì cái con trơn rồng thì cái lồng tre bích xanh mà cái cống lúa bằng tre luôn các bạn ha. Còn con mã lai thì cái đít lồng thì xanh nhạt hơn xíu. Cống lúa cống nước bằng hũ nhựa nha để mình dễ phân biệt. Rồi thì cuối cùng thì mình cũng để một cái clip vào buổi tối của em nó chơi các bạn ha. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Cô Gái TV. Rồi các bạn xem nhớ ủng hộ kênh Cô Gái TV ha, để mình sẽ ra nhiều cái video đa dạng và hấp dẫn hơn. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều.